Rồi chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ mở hộp review cái tai nghe không dây BI01 nha các bạn. Đây là cái tai nghe dưới 100k nha các bạn. Cái này là tai nghe này là mình đặt ở shop quốc tế nha, chứ mấy shop ở Việt Nam không có bán nha các bạn. Tai nghe được thiết kế rất là đặc biệt nha, thiết kế kiểu hình quả cầu nha. Đây hình quả cầu các bạn, quả cầu hình tròn nha. Bên trong nè tặng một cái cọng dây để mình đeo cái tai nghe nè các bạn, đi đeo tai nghe. Và đây là cáp sạc TPC nha, cổng TPC. Rồi bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem cận cảnh cái tai nghe không dây này nha. Tai nghe không dây này modem nó là BI01 nha các bạn, BI01. Tai nghe này là tai nghe vành tai nha, cái này mình đeo vành tai nha các bạn. Đây cái hình tai nghe đây các bạn, đây là tai nghe nè. Đó khi mình lấy ra cái đốc sạc nè, lấy ra là cái đèn nó chớp chớp nè, nó kết nối nè các bạn. Đó cái phần lo nè các bạn, đây là chiếc R nè, tai nghe bên tay phải. Rồi mấy bên trong nè các bạn, tiếp xúc pin. Và cái này là cái phần lo mình áp sát vô vào cái lỗ tai của mình nha các bạn. Phần này là phần nhựa dẻo nha, đó nhựa dẻo cái phần khớp nối nè, ngoài nhựa dẻo nè, nó rất là linh hoạt nha các bạn, nó co giãn rất là tốt nha, nhựa dẻo. Rồi cái này mình đeo vô cái bàn tay của mình nha các bạn, đeo vô bàn tay của mình. Cái phần đốc sạc đây thì phần đốc sạc là phần tiếp xúc sạc nè các bạn, tiếp xúc sạc được thiết kế theo kiểu hình cầu nha, hình tròn khá là độc đáo nha. Cái này lần đầu tiên mình review cái loại tai nghe này nha, cái tai nghe hình quả cầu hình tròn. Cái là phần sạc cổng TPC nha các bạn, là phần sạc nè TPC. Rồi bây giờ mình lắp vô nè, đó nó cháy đèn nè, mấy báo sạc á. Thì cũng như mấy loại tai nghe khác thì thời lượng mình nghe tối đa là từ 3 đến 4 tiếng nha, 3 đến 4 tiếng cái tai nghe này các bạn. Theo cái nhà sản xuất thì ở trên cái tai nghe thì người ta để là 4 đến 5 giờ thời gian nghe tối đa mình nghe nhạc á và nhận cuộc gọi các bạn, 4 đến 5 giờ. Thì phần đốc sạc này là mình sạc khoảng 1 đến 2 lần nha, khi mà tai nghe mình hết á mình cắm vô mình sạc, để vô sạc, để vô sạc cái tai nghe các bạn, thì khoảng 1 đến 2 lần cho một lần sạc trên tai nghe. Sau đó thì mình sẽ sạc cho cái đốc sạc này, mình tích pin cho nó. Tai nghe khá là nhỏ gọn nha các bạn, mình mang đi du lịch, đi dã ngoại rồi rất là ok nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Hẹn gặp các bạn ở những video review tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.